Vâng, và chúng ta đã sẽ đến ngay với lại phần thi đấu cấm và chọn. Wow, ít phút trôi qua nhanh ghê ha. Ừ. Ở bây giờ Tạ Vi cũng mới debut đúng không? Thì cho Tạ Vi dự đoán đi. Bây giờ cỡ khoảng đoán một vị tướng được cấm đi, rồi một vị tướng được chọn đi. Theo Vi đoán đi. Em nghĩ là phải tùy thuộc bên đội nào sẽ ở bên phía đội 1 nữa, tại vì thi đấu nó sẽ khác nhau, nhưng mà em tin chắc một điều là đội 2 khi mà có được sự lựa chọn gọi là hai lựa chọn đầu á thì Ừ. sẽ ưu tiên hai vị trí xạ thủ. Hai vị trí xạ thủ hai kiểu như là Tristana cũng như là Kai'Sa chẳng hạn, nếu không bị cấm. Còn lượt cấm thì sẽ là Ash. Còn Bao Bích, thêm nghĩ Bao Bích bên đội 1 sẽ là con gì? Paul Pick thì nếu như mà hở Skarner thì chắc là sẽ lóc vào Skarner, Ừ. tại vì khi hiện giờ các vị tướng tốt ở trên, các vị tướng tăng cơ trên top á, chúng ta sẽ có kể đến, có thể kể là trong meta này hoạt động mà sôi nổi hiệu quả thì có thể là Skarner cũng như là Kassante hay là Aatrox. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà ưu tiên chọn ở đội 1 ấy, thì sẽ chọn Rumble nếu mà Rumble không bị ban. Rumble, nhưng mà em nghĩ là mấy bữa nay là ngày nào cũng thấy nó bị bay luôn á, Tại vì nên là em nghĩ là cái slot cuối cùng đây sẽ là Rumble. Đấy Đấy, nếu em không bị ban ấy, thì thì tỷ lệ thắng của Rumble nó rất cao nhé. Bởi vâng vì ạ, Rumble có thể khắc chế rất là dễ dàng vào những Scanner thất tướng tăng cơ như Skarner hay là Kassante. và như Bây vậy giờ thì đấy, lúc và như nãy chúng vậy ta thì cũng đã nói Chelsea rồi. sẽ lấy cho mình một vị tướng là Corki, tại vì đã cấm cho mình Tristana rồi, thì đối đầu với Corki thì sẽ là những vị tướng nào đây anh Vũ Chung? Anh tưởng em muốn biết vị tướng nào thì đúng như nãy tại vì nói bây giờ Tristana không có thì để coi coi là Kai'Sa có được bích hay không. Đây tôi Em cũng nghĩ hy là vọng sẽ có Huawei và Kai'Sa. Kai'Sa. Quay mid và có thể pick luôn Sejuani ở phase này cũng được, hoặc Hoặc là nghĩ là là Skarner nữa. Talia. Nhưng mà nếu mà đã là quay mid rồi thì Guri ở cái lần thi đấu trước, ván thi đấu trước thì anh ta phải đánh Kindred, là cũng là một đội hình hai xạ thủ nhưng mà xạ thủ ở rừng và đường dưới. Bây giờ thì không có Ashe cho Sogon, cũng có thể sẽ là một lựa chọn đi rừng hoặc là top luôn ở thời điểm hiện tại. Skarner vẫn đang có nha. Quay kết hợp với Skarner cũng là những lựa chọn khá là ổn. Hoặc là nếu mà Nanaue đánh quen tay thì lấy Kassante cũng được, nhưng mà chắc là Skarner sẽ là ưu tiên hơn. Tôi nghĩ vẫn cứ là Skarner đi nhờ. Tại vì bạn cái chiêu R của bạn với khả năng chống chịu của bạn nó vẫn rất tốt. Cái khôn máu đôi khi nó hơi đơn độc tí xíu, nhưng ngược Chị lại tốt nếu thì như rất là bạn gom nhanh. được khá nhiều người thì nó vẫn sẽ ok. Còn trong đó là Team Secret có SG, thì khoảng này gần đây không cần bài tới. SG hiện tại đang ở top khá cao ở trên bảng xếp hạng mấy chuyện Hàn Quốc, cho nên không có gì lạ cả. Nhưng cái quan trọng hết là như đã nói người ta ban đầu là bây giờ hỗ trợ vẫn sẽ là những hỗ trợ mở. Leona giờ cho chấm hỏi to là sau con Kai'Sa, không biết Alistar hay là Rakan hay là Nautilus sẽ là những vị tướng được chọn để hỗ trợ cho vị tướng này nhỉ? Em nghĩ là Nautilus hoặc là Rail đều khá là ổn. Như vậy không phải là Kai'Sa mà là Zeri. Zeri cũng là một lựa chọn khá là Đấy. tốt trong phiên bản này. Zeri cũng là một vị tướng cũng khá là tốt, và khi mà đối phương đã lộ ra Ezreal rồi thì sẽ không còn con Kai'Sa để khắc chế lại Zeri nữa. Nên đây có thể là một lựa chọn khá là tốt, bởi vì Zeri lên giao điện ý, cái tốc độ đẩy của nó cũng sẽ tương đối nhanh. Bạn hoàn toàn có thể đưa ra đường giữa để có thể đẩy lính bù lại với Ezreal bên phía bên kia. Ezreal thì có một cái lợi thế, đấy là nếu mà anh ta cứ liên tục đẩy đường giữa, anh ta sử dụng cung ánh sáng để đẩy lính ý, thì bạn sẽ có được một cái quyền kiểm soát những cái đợt lính ở đường giữa rất tốt ở giai đoạn giữa trận, giữa ván đấu. Và bây giờ thì Talia bị cấm, cái đội hình này của bên phía Viking Esports thì họ biết rằng họ sẽ phải lựa chọn thế nào nhỉ, ở trong khu vực hỗ trợ trước và để cho rừng có được một counter pick, nên họ quyết định là cấm cả Talia, cấm cả Maokai, bởi vì họ sẽ không chọn trước hai vị tướng này. Em nghĩ một phần là bởi vì Team Secret họ đang thể hiện là họ đang cần một vị trí phép, và vị trí này nó có thể ở khu vực rừng cũng như khu vực top, thì bên Viking Esports nghĩ là sẽ là khu vực rừng, nên là đang chú trọng vào việc là mình sẽ lấy đi hai vị tướng đi rừng. Trong khi đó bên Viking Esports thì họ lại sợ cái câu chuyện mà chúng ta đã nói hồi nãy, đó chính là Huawei kết hợp cùng với Kindred rất là tốt, cũng như là Viego sẽ khá là phù hợp. Ôi cái này thì chắc không phải là viết đâu nhỉ, này nhá thôi, tôi cái cảm này thấy nhá thôi nhỉ. Nếu mà là Kai'Sa ở lượt pick này thì sẽ là Kai'Sa đường giữa và con Huawei hỗ trợ, nhưng mà nếu mà chọn ra các vị tướng hỗ trợ thì đây, đúng như dự đoán là Guri sẽ được last pick con rừng và Rakan sẽ là hỗ trợ được chọn trước đến từ Viking. Bây giờ để xem Team Secret sẽ lựa chọn vị tướng nào đây. Karthus với cả Lilia vẫn còn nếu mà bạn muốn chơi sát thương phép ở trong rừng, hoặc là Sejuani, một vị tướng đang cực hot ở trong khu vực rừng mà gần như giải đấu lớn nào cũng sẽ lựa chọn. Tuy vậy nhiên là thì Karthus rồi. Karthus như vậy thì sẽ là phối hợp với một vị tướng tăng cơ trên top, có thể là Kassante, hoặc là gần đây trong phiên bản này Aatrox với cái phong cách lên đồ theo kiểu hồi phục nó cũng khá là hot nha. Em nghĩ là không thua lắm đâu, nhưng mà lựa chọn Kassante là một lựa chọn gọi là phù hợp nhất trong tình huống này.
mà nói thật là Ashok đi lên với cả con scanner ban đầu cũng hơi vất vả. Đúng rồi mà cái khả năng hồi phục là chưa nhiều thì bạn sẽ bị cấu rỉa liên tục đến từ những hòn đá của scanner rất là khó. Bây giờ lại là sát thương vật lý ở trong rừng thì Lee Sin, Viego hay là Xin Zhao, quyết định của Guri sẽ là Boy 200, Talia và Lee Sin. Tại vì người ta mới đánh có 2 game. Không, thực ra là ở Guri ấy, thì những cái mùa trước ấy, thì sẽ có 3 con mà đánh gọi là mượt nhất. Thì đấy là Lee Sin, Kindred cộng với cả Talia. Thì bây giờ cấm mất 2 rồi, còn lại một con, Lee Sin thì vác ra nốt thôi. Đã thấy là một đội hình cũng khá cân bằng về lượng sát thương đến từ cả Viking Sport lẫn Team Secret. Đúng vậy, rồi là hai đội hình khá là kiểu mẫu của 14.12 luôn á. Thì phải qua xem là hai đội sẽ vận hành như thế nào trong giai đoạn đi đường cũng như là phối hợp trong giao tranh. Và xin mời các bạn hãy đến với bàn bình luận của chúng tôi ạ. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với VCS 2024 mùa hè. Và chúng ta sẽ cùng bước tới ngày thi đấu thứ 3 của tuần thi đấu thứ nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ có hai cặp thi đấu vô cùng dẫn. Cặp thi đấu đầu tiên diễn ra giữa hai đội tuyển Team Secret đối đầu với cả Viking Esports. Super Sunday của ngày hôm nay, rõ ràng cặp đối đầu giữa Viking và Team Secret đều là một cái cặp đối đầu nó thật sự căng thẳng hấp dẫn. Thậm chí là ở trong cái cặp thứ hai, Gam và Teamwell đều là những đội nằm trong gọi là top 4 của mùa trước, cho nên chắc chắn rồi khi mà đối đầu trực tiếp với nhau như thế này thì các đội tuyển sẽ rất mong giành chiến thắng trước những đối thủ được coi là trực tiếp của mình. Ngoài hàng Anh có Big Six thì chúng ta sẽ có Big Four của giải đấu VCS của chúng ta ngày hôm nay, và Big Four được đánh giá ở với cộng đồng game thủ Liên Minh Thoại ở Việt Nam thì đều ra quân trong ngày thi đấu hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với ván thi đấu đầu tiên diễn ra giữa hai đội tuyển Team Secret đối đầu với cả Viking Esports. Và ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng Viking Esports với một đội hình thiên về tấn công ở giai đoạn đầu game hơn, với sự xuất hiện đến từ Lee Sin. Còn bên phía bên kia là gì? Chúng ta có Corki cùng với cả Karthus, những vị tướng rất mạnh về giai đoạn sau. Như vậy thì những cái vòng rừng đầu từ bên phía của Team Secret cần phải thật sự cẩn trọng trước cái khả năng tấn công từ Viking. Và thứ Viking cần làm là gì? Đó chính là cách để cho Guri có thể tìm kiếm vào được của đối phương, hoặc tạo ra những cái vòng rừng khiến cho Yusa gặp khó khăn trong việc là ăn cua. Đội hình của Team Secret ở trong những giai đoạn ban đầu đánh ở khu vực sông cực kỳ yếu, cực kỳ khó. Đúng là như vậy, cái khả năng đánh nhau ở khu vực sông sẽ là cái điểm yếu dành cho Team Secret ở thời điểm này, đặc biệt là cái mảng sông dưới, với sự có mặt đến từ cặp đôi đường dưới đó là Rakan kết hợp với cả Zeri. Và đó hơn nữa thì Huy ở thời điểm đầu ván đấu sẽ là vị tướng có xu hướng đẩy nhiều hơn so với cả Corki bên phía bên kia. Bây giờ thì sao nào, hiện tại Taki đối đầu lại một chút so với cả BM một chút xíu, tuy nhiên không có ai gặp quá nhiều vấn đề. Một cái điểm ngọc bổ trợ khá hay từ Shogun, anh ta lấy cho mình đó chính là một cái chinh phục dành cho Kozeri khi mà không còn nhịp độ chết người ở trong cái phiên bản hiện tại nữa. Để xem cái hiệu quả từ Kozeri này ở trong, nếu như không làm là lần đầu đúng không? Lần đầu mà Kozeri được đem ra ở tại VCS. Còn trong khi đó thì bên phía của Team Secret không phải là một cái việc lấy đầu phủ đầu từ Yusa, mà nó sẽ là một cái thu thập hắc ám để có thể gia tăng thêm cái khả năng gây sát thương ở giai đoạn về sau. Rồi, quyết định là dọn rừng từ trên xuống dưới. Như vậy là nhiều khả năng là hai người chiến rừng đều sẽ gặp nhau ở khu vực ở dưới. Thiên thạch là thứ mà KT anh ta sẽ sử dụng, tức là anh ta muốn cấu rỉa máu một chút xíu. Do cấp 1 thì có kỳ cái chiêu E nó rất là mạnh, nên là tạm thời KT anh ta sẽ giữ một vị trí ổn để có thể sau đó rỉa máu, và từ đó thì giúp cho cái mảng đi rừng của Lee Sin dễ dàng hơn. Guri sẽ khởi điểm với bãi chim trước, trong khi đó thì Yusa anh ta khởi điểm mảng trên trước và cấp độ 2 trước. Taki lao vào nhưng không thành công, và tạm thời thì Shogun của cả BE giữ được một lượng máu rất ổn do Amine cùng với cả Taki. Anh ta sẽ là người bàn máu trước để lên cấp độ 2. Bán máu lên cấp độ 2 và có được cái thế đẩy để có thể tạo thế cho Yusa cạnh tranh của khu dưới so với lại Guri phía bên kia. Về mà tốc độ dọn rừng thì con Lee Sin sẽ hơi bị thua một chút so với lại con Karthus ở trong cái nhịp này, cho nên nếu như mà Guri cảm thấy ở khu vực nửa dưới đang không thực sự là một cái thế trận thuận lợi dành cho bên phía Viking, anh ta hoàn toàn có thể dựng lên khu vực nửa trên, chỉ cần đảm bảo cho ở trong vòng rừng đầu con Lee Sin này không bị bỏ farm so với lại con Karthus, thì trong những vòng rừng 2 và rừng 3 bản thân của Guri sẽ tạo ra được nhiều điều kiện tấn công vào nhiều xa hơn. Trước cấp độ 6 thì một con Skarner sẽ có một chút ưu thế so với cả Kassante bên phía bên kia, và Nanabe đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình khi mà anh ta là người đẩy trước so với đối phương. Trong khi đó thì Karthus của Yusa, anh ta đã đi qua một con mắt được cắm ra từ bãi chim trước của KT rồi, do đó thì cái vòng rừng đến từ Yusa sẽ bị lộ một chút xíu và Guri sẽ có được thông tin. Tuy nhiên tốc độ dọn rừng của Yusa là quá nhanh, thì bây giờ không biết là anh ta có tiến ra khu vực sông hay không, bởi vì rõ ràng Shogun đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Ares đang bị cấu rỉa máu đường giữa này do KT là người giữ máu tốt, và KT đang có xu hướng đẩy ngược lại so với cả Ares. Buộc phải chạy lên trên rồi,
từ bên phía của Yusa khi mà cả đường dưới lẫn đường giữa đang bị đẩy, và thậm chí Ares ở khu vực đường giữa gặp rất nhiều áp lực. Kịp lên cấp 4 ở pha thi đấu đó, nếu không thì có thể Ares sẽ gặp nguy hiểm ở pha thi đấu vừa rồi. Và KT, các bạn có thể thấy kinh nghiệm của anh chàng này cực kỳ khủng khiếp. Cấp độ 1 né giao tranh giữ máu, sau đó đẩy ngược lại cấp 2, cấp 3, và từ đó Guri sẽ có con cua ở sông trên, ở sông dưới này. Còn sông trên thì Yusa cũng sẽ có được con cua, và vòng rừng đến từ Yusa bị lộ rồi. Và chắc chắn là bên phía của Viking Sport biết rằng là cái vòng rừng tiếp theo Yusa sẽ tiến đến đâu. Vì khởi đầu bằng bãi chim trước thì bên phía của Guri anh ta có lợi thế là anh ta sẽ ăn được chim 2 ở trong lần dọn rừng đầu tiên, và anh ta sẽ về nhà có được một cái lượng chỉ số quét rừng dĩnh hơn so với Yusa một bãi. Còn trong khi đó Yusa thì anh ta sẽ biến về sớm hơn một chút. Anh ta cũng phải chấp nhận cái thế trận như thế này mà thôi, tại vì đường giữa và đường dưới đều bị đẩy, bắt buộc phải đánh phong hòa. Và bên phía của Team Secret ít nhất là ở trong vùng đầu đang tương đối yên bình, không có quá nhiều đột biến xảy ra, là thứ mà họ đang rất hài lòng. Và Lee Sin chưa về nhà, anh ta sẽ hướng tới vòng rừng thứ hai, trong khi đó Tekka Third của Yusa đã về nhà một lần rồi và sẽ quay trở lại phần rừng của mình để farm tiếp. Tạm thời sẽ chỉ là những cái áp lực ở lane mà thôi, nó sẽ giúp cho Viking Sport dẫn trước một chút về tiền. Chưa có nhiều áp lực ở trong khu vực rừng, và Lee Sin của Guri cũng chưa có những dấu hiệu để có thể can thiệp ra những vị trí đường cần thiết. Và với việc mà ba đường đẩy như thế này thì Guri quyết định mà anh ta sẽ là như thế nào đây. Rồi, biến về để có thể có được một cái vòng rừng hàng với lượng đồ ổn định hơn. Farm tiếp thì sẽ hơi khó cho anh ta, tại vì lúc đó anh ta sẽ bị thu thiệt về lượng đồ so với lại Yusa bên kia sẽ tiếp tục bị bỏ về cái tốc độ dọn dẹp bãi quái rừng. Một cái khoảng thời gian ban đầu tương đối yên bình dành cho cả hai bên, và bên phía của Viking thì đang có được những cái thế đẩy liên tục ở cả ba khu vực đường. Quan trọng là Viking cần phải tận dụng được cái khả năng đẩy ở trong những cấp độ ban đầu như thế này, vì ở khoảng thời gian tiếp theo bên phía của Team Secret chỉ cần yên bình như thế này mà thôi, họ sẽ phát huy sức mạnh rất tốt. Về nhà mua cái mũi khoan đến từ Guri rồi. Có vẻ như Guri đang muốn đẩy nhanh tốc độ ván thi đấu do là con rồng đã xuất hiện rồi. Taki sẽ là người di chuyển trên bản đồ, BA cũng là như vậy. Và đường dưới thì tạm thời Amine sẽ là người đẩy trước. Và có vẻ như là Viking Sport họ cần phải giải quyết cái tân lính ở đường dưới trước đã, sau đó mới nhắm tới một mục tiêu lớn, đó là con rồng. Và con cua ở sông dưới cũng sẽ xuất hiện. Bây giờ là Taki ra đường giữa này để xem nào, KT anh ta sẽ lùi về được, BA cũng sẽ là như vậy. Và tạm thời họ đang giữ thế cho nhau, dành cho cả Ares cùng với KT. Cái nhịp đẩy ở khu vực đường giữa này sẽ tương đối quan trọng trong việc là kiểm soát sông ở dưới. Tầm này rồng đất thì sẽ hơi khó để cho một bên nào có thể chủ động tiến vào. Quan trọng là có được thế đẩy ở khu vực giữa sẽ khá quan trọng nhìn cả hai bên. Còn khu vực đường dưới thì bây giờ Viking đang bị đẩy một nhịp trong việc là cả hai hỗ trợ đều di chuyển ra khu vực đường giữa. Yusa và Guri gặp nhau khu vực này sẽ không có quá nhiều điều diễn ra khi mà hai bên đều đang chủ động như thế. Cua hình như tôi nhìn không nhầm đang là chuẩn bị cua dưới. Đúng, cua dưới. Bên phía của Viking rất ráo riết để có thể thực hiện tiến hành tạo khoảng trống cho Guri ăn qua dưới này. Và hai người trên đường giữa cũng liên tiếp bung ra năng lượng để có thể đẩy rồi lao thẳng vào đến từ KT. Anh ta làm chó người của BA bị hất tung và sát thương quay trở lại rồi. Vòng xoáy đã bị tung ra, Ares bắt buộc phải lùi về. Hết năng lượng bởi Ares rồi, Taki đã bị thả diều. Sấm sét kinh hoàng được tung ra và Ares là người né được cái pha vừa rồi của KT. Tạm thời cái pha trao đổi này thì Viking Esports họ là người lời về máu nhưng mất đi chiêu cuối của KT. Vẫn ở ổn nhanh cho bên phía của Viking mà thôi, khi mà họ có được cái thế đẩy ở khu vực giữa, lấy được quyền kiểm soát khu dưới dành cho Guri. Và với cái việc kiểm soát được khu vực giữa liên tục như thế này, Guri sẽ có luôn ba con sâu trên. Khi mà từ nãy đến giờ các thành viên của Team Secret đang ở phải trong thế bị động, bắt buộc Yusa phải tiến ra khu vực giữa để có thể hỗ trợ cho đội của mình hướng những cái đợt lính như thế này. Và thậm chí Ares rất thấp máu để có thể lùi về. Và sẽ là ba con sâu dành cho Guri hay chăng đây, bởi vì Ares không còn nhiều máu và năng lượng nữa, anh ta bắt buộc phải lùi về ở tình huống này. Và do đó thì Guri đang thoải mái trong việc là lấy đi ba con sâu. Những cái áp lực trong giai đoạn đi đường bây giờ nó mới cụ thể hóa bằng việc là có được mục tiêu lớn đầu tiên là ba con sâu. Trong khi đó thì Sogan bung ra một chiêu cuối để tấn công người của Amai, và anh ta sẽ là người đẩy trước cái quân lính ở đường dưới này. Như Amai anh ta cũng đang có một khả năng trụ lên rất tốt với con bài Azil này. Cứ mỗi lần mà Viking thi đấu thì họ luôn cho thấy được cái khả năng kiểm soát ở trong khoảng thời gian đầu nhỉnh hơn một chút so với đối thủ của mình. Và đặc biệt là cái khoảng cách được tạo ra lớn nhất thời điểm này là khu vực đường giữa, nơi mà chỉ số lính trên lệch giữa hai bên đã là hơn 20 chỉ số lính. Một cái khả năng đi đường tuyệt đối từ KT. Ares ở trong mùa giải trước thì anh ta cũng không phải là một đường giữa hạng sàn, anh ta thậm chí là một đường giữa tiềm năng nhất của VCS thời điểm đó, khi mà Team Secret vẫn đang như rồng như hổ. Nhưng khi mà đi đường ở giai đoạn này thì KT cho thấy được cái sức mạnh của mình, cái kỹ năng của anh ta. Tiếp tục tấn công, BN là người bị làm choáng, nhưng anh ta có một cái phi tiêu lấp lánh và hồi máu được và lùi về được. Một cái tình huống mà không có quá nhiều áp lực lên người của BN cũng cực kỳ tự tin.
Và rõ ràng là KT đang có một phong độ rất tốt ở trong trận đấu trước, thì anh chàng này đã khiến cho tân binh của team Whale không thở được rồi. Và đến ván thi đấu này, một người chơi được gọi là rookie của season ở mùa trước thì là Ares đang bị gác chỉ số lính rất nhiều ở trong ván thi đấu này, ván thi đấu đầu tiên. Và hiện tại thì BE cắm ra một con map và đang chờ cái chiêu cuối KT hồi, và bây giờ đang chờ cái vòng rừng Guri nữa để họ có thể hiện thực hóa cái mục tiêu lớn thứ hai xuất hiện trên bản đồ. Rồng tầm này thì đã đủ sát thương để cho bên phía của Viking tiếp cận vào bên trong khu vực hang rồng rồi. Quan trọng là thế lính ở khu vực đường dưới có thật sự ủng hộ cho họ tiếp cận vào khu vực hang rồng hay không mà thôi. Cái thứ mà team Secret từ nãy đến giờ làm được có vẻ như là hạn chế được biến số nhiều nhất có thể. Họ chưa phải lao vào bất kỳ một pha giao tranh nào không cần thiết cả, nhưng tiếp tục tấn công địa đạt địa điểm kích hoạt lên, và sau đó thì Taki anh ta né luôn xuất hiện tráng, nhưng Ao Mai bây giờ chỉ còn nửa máu mà thôi, và sẽ là những cái áp lực đủ để giúp cho Lee Sin Guri. Anh ta sẽ hướng tới con rồng đầu tiên của ván thi đấu này là con rồng đất, nhưng cái áp lực liên tiếp được đẩy ra bởi Viking Esports, và bây giờ TS họ đang bị phải một cách bị động co cụm lại phòng thủ, và hiện tại họ đã mất đi, chuẩn bị mất đi có thể sẽ là mục tiêu lần thứ hai. Và cái quan trọng là Guri dọn rừng cũng rất là sạch sẽ, cho nên sẽ không có cái cơ sở để cho Yusa khai thác ngược trở lại những cái bãi quái rừng trong khoảng thời gian mà Viking muốn thực hiện an toàn ở khu vực nửa dưới. Còn KT khu vực đường giữa, anh ta rất tự tin, mặc dù là thấy mặt của Yusa luôn, nhưng mà vẫn không lùi về, vẫn có thể tự tin né kỹ năng của đối phương và liên tục tạo ra được cái thế áp đảo ở khu vực giữa. Mặc dù là bây giờ cái lượng máu của hai người chơi đường giữa đang hòa, nhưng xét về năng lượng thì KT vẫn đang là nhiều hơn so với là Red Bull kia. Còn con rồng đầu tiên của ván đấu này thì chắc chắn nó sẽ nằm trong tay của Viking rồi. Và hiện tại lượng tiền tranh nhau đó là gần 1k rồi, nhưng hai mục tiêu lớn đầu tiên thì Viking họ kiểm soát thành công. KT có thể sẽ bị tấn công, bức tường tung ra và làm trận được đối phương, nhưng một cái gương mặt u ám quá đẹp bởi KT, và sau đó là nước chảy lênh láng để lùi về. Xử lý mắc binh người con bài way này, sau đó Taki anh ta bị đá văng về, có vòng xoáy thật mạnh được sử dụng. Taki tiếp tục bị thả diều, một pha sóng âm không cần vòi ngược đã đủ sát thương rồi. Thực sự là nét bởi KT. Có thể nói 10 phút đầu tiên của ván đấu Viking đang hơn hẳn hoàn toàn so với lại team Secret còn khu vực trên. Bắt buộc phải đầu tư tốc biến thôi, bởi vì Kasate cấp độ 6 là một cái điều gì đó rất đáng sợ. Né được cái chiêu cuối của Hero là thành công bởi Nanoe rồi, tuy nhiên anh ta cũng đã mất đi một phép hỗ trợ quan trọng, phải cẩn thận ở trong nhịp tới. Chúng ta cũng quay trở lại với phần thi đấu này. Đây, một nhịp thăm minh dùng gương mặt u ám quá hay từ KT. Anh ta thấy được đối phương tốc biến và sau đó trả một cái e ngược trở lại. Cuối cùng là Guri tiến ra tròn chỉnh với bộ chiến thuật của mình thời điểm mà Taki đã không còn phép hỗ trợ tốc biến trên người nữa, và dứt điểm thành công được hỗ trợ của team Secret. 1-0 dành cho bên phía của Viking, và gia tăng cách biệt về tiền là con số hơn 1.000 tiền. Một rồng cộng với 3 sau đầu, Viking đang gọi là đang thật sự hơn hẳn so với bên phía của team Secret. Ở trong 10 phút đầu từ đầu ván đấu từ nãy đến giờ, họ có khả năng di chuyển tốt, họ đi đường nhỉnh hơn so với đối phương, và họ kiểm soát rất tốt các mục tiêu trên bản đồ. Chưa kể đó, khả năng xử lý bên trong những cái cơ bản nhỏ lẻ như vừa rồi thì bên phía Viking cũng làm hay hơn so với team Secret nữa. Đây là một con quay mẫu mực mà tôi được chứng kiến anh Trí à, bởi vì KT đánh thực sự chuẩn bài, cấp 1 né những tình huống giao tranh và sau đó thì đẩy ngược lại. Và từ đó thì là người làm chủ trong việc là kiểm soát lane ở đường giữa này, và khiến cho Taki ra, mặc dù là vị tướng rất mạnh với Leona, nhưng anh ta không làm được gì khi mà muốn ganh vào người của KT. Bây giờ thì sao? Hiện tại Guri đang muốn kiểm soát con sâu ở sông trên, nhưng phải hết sức cẩn thận bởi vì sát thương của đối phương cũng không phải là yếu đâu. Và KT sẽ là người đẩy trước rồi, Taki đang bị thả diều và tiếp tục là một cái lửa tàn phá. Tuy nhiên lần này nó không chính xác, địa ngục nhãn đặt ra ép góc thực sự khó chịu, và tiếp tục sẽ là những tình huống kiểm soát ba con sâu dành cho Viking Sport. Liệu bên phía của TS họ có muốn đánh hay không? Trong tình huống tiến ra từ Hero, tôi nghĩ là sẽ hơi khó dành cho bên phía của team Sweet để có thể kiểm soát ba con sâu này, nhưng họ vẫn quyết định là tranh chấp. Gặp đánh có vẻ là đẹp dành cho TS, tuy nhiên sức mạnh của họ có là đủ hay không? Một pha trừng phạt lấy được một con sâu rồi. Scanner đang tới động đất tung ra, Guri găm thẳng Ares vào tường. Bây giờ Rakan của BE lao vào, lần này thì sao nào? Có Scanner, rất nhiều khống chế bồi vào. Hero có chơi khô máu, bên này Guri cũng lao vào tấn công Ares, và người bị tấn công cuối cùng là Hero. Hero nằm xuống rồi. Một pha sấm sét kinh hoàng, thực sự là chất lượng. Sau đó là một pha sóng âm chính xác. Yusa bị tấn công, Yusa cố gắng lùi về, anh ta né được xuôi trắng, nhưng anh ta chạy quá chậm. Một hàng nhai kinh hãi là đủ để giúp cho KT có được điểm hạ gục tiếp theo. Đó là pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn nhìn cho bên phía của Viking. Và tôi thực sự ấn tượng với cả khả năng nhấp nhả của họ. Họ ra ở đúng thời điểm mà bên phía của team Secret muốn lao vào, muốn khiến cho Viking gặp thấy khó. Họ rút ra một nhịp và họ quay ngược trở lại khi đã có đủ thế đánh. Cái khả năng xử lý đến từ bên phía của Viking từ những chất tướng mà họ sở hữu cũng rất là tuyệt vời ở trong pha giao tranh vừa rồi.
chúng ta hãy cùng xem lại. Đầu tiên là Team Secret họ tràn vào, họ cướp lại một con sâu, nhưng sau đó là Nanoe người khởi đầu pha giao tranh bằng tình huống giam cầm trúng hai người, cộng với vòng tuyến tuyệt vọng, lượng sát thương đầu ra rất lớn khiến cho cả Taki lẫn Hiro không làm được gì quá nhiều. Nanoe rút ra thành công với một chấm máu và Kuri là người giữ vai trò để có thể đu bám vào các thành viên của Team Secret rút ra sau khi bị tấn công, và sau đó thay ca là Kati, là Bie và dứt điểm thành công được Yusa. 3-0 dành cho Viking ở thời điểm hiện tại, cộng với việc là có được 5 sau. Thực sự kinh khủng với một con Way. KT quá khó chịu, đúng là một tiền vệ xuất sắc để giúp cho tiền đạo Guri có thể tỏa sáng ở pha thi đấu vừa rồi. Và bây giờ tỷ số hiện tại là 3-0 rồi. 3-0 thôi nhưng chênh nhau về tiền là hơn 3k tiền. Và ở thời điểm này thì Viking Sport họ có 5 sâu, có một con rồng. Và con rồng tiếp theo có thể sẽ là mục tiêu bên phía của Viking Sport họ sẽ nhắm tới. Và hơn nữa, ở thời điểm này đường trên của Viking Sport có vẻ như anh ta đã được giải phóng rồi. Anh ta sẽ xuống đường dưới để chuẩn bị cho một pha giao tranh tiếp theo, đặc biệt là quanh con rồng. Con rồng công nghệ sẽ xuất hiện sau khoảng tầm độ gần 1 phút nữa. Tôi nghĩ là bên phía của Team Secret đã gọi là lựa chọn một cái cách tiếp cận ván đấu nó hơi bị trái với cái tính cách tập thể của họ. Team Secret nổi tiếng là một cặp tập thể có rất là nhiều đột biến, nhưng họ chọn một đội hình như thế này thì đòi hỏi họ cần phải triệt để đột biến nhiều nhất. Nhưng khi bước vào một cái ván đấu mà Viking kiểm soát bản đồ quá tốt, kiểm soát mục tiêu quá tốt và những pha di chuyển của họ cũng tốt, thì Team Secret không thể nào giữ cho mình không xảy ra đột biến được. Và từ những cái tình huống đánh nhau đó, bên phía của Viking dễ dàng tận dụng có được lợi thế. 3.000 tiền cộng với lại 5 sau, cái khả năng đẩy ở khoảng thời gian về sau từ bên phía của Viking sẽ được bổ sung. Mặc dù đội hình của họ không có một cái thiên hướng đẩy quá nhiều, nhưng ít nhất với 5 sau này sẽ liên tục là áp lực vào công trình. Một đội hình có xu hướng tấn công dành cho Viking Sport, và Viking họ hiểu điều đó, tận dụng những lợi thế dù chỉ là nhỏ nhất. Và bây giờ họ đã nhân lên những cái lợi thế lên gấp nhiều lần rồi. Sứ giả xuất hiện, có vẻ như là Viking Sport họ muốn nhắm tới sứ giả nhiều hơn. Họ muốn có hết tất cả những thứ ở trên bản đồ, không muốn trao đổi mục tiêu với đối phương. Yusa kích hoạt sứ giả và ngay lập tức ta phải lùi ra để con sứ giả này hồi máu. Và KT đang muốn đẩy tiếp một quầy lính ở đường trên này và khiến cho Ares bị chôn chân ở trong trụ và tạo ra những khoảng trống để giúp cho Lee Sin của Guri, anh ta đang nhắm tới, là con sông thứ hai trong ván thi đấu này. Tầm này nói thẳng là Yusa cộng với lại Ares không có tiếng nói. Hai chất tướng này vẫn còn đang quá yếu so với lại mặt bằng chung của Viking Esports. Hai hỗ trợ gặp nhau nhưng chỉ dừng lại ở việc là kiểm soát mắt cộng với là tầm nhìn mà thôi. Nhưng hiện tại thì do là Lee Sin trong tay của Guri, anh ta đang ăn rồng, nhưng bây giờ Taiki bị tấn công và Sogan né luôn cái thái dự san, chỉ bị làm chậm mà thôi. Người đang tới là Kasante của Hiro, anh ta bị trói chân bởi việc ngụm nhãn và anh ta dính vòng xoáy thật mạnh, dính rất nhiều sát thương mạng dành cho Sogan. Và sau đó thì bây giờ Viking Sport họ đang tràn tới, Yusa bị mê hoặc, Nanawe đang gây dùng khống chế và tiếp theo là KT. Mạng tiếp theo thuộc về KT. KT đang liên tục lập công ao mai, anh ta bị tờ đá và anh ta sẽ lùi về được ở pha thi đấu này. Và pha đá vừa rồi của Lee Sin trong tay Guri chưa thực sự là chuẩn chỉnh 100%, tuy nhiên vẫn sẽ có một cái trụ dành cho Viking Sport. Và hiện tại thì Almine, anh ta bắt buộc phải lùi về. Lách được thành công một cái sóng âm đến từ bên phía của Almine, giúp cho anh ta vẫn có thể đảm bảo được cái mạng sống mà trước đó anh ta cũng đã xử lý tốt trong việc là dùng cái dịch vụ khoa học. Nhưng bên phía của Viking vẫn thành công, lại tiếp tục gia tăng thêm được lợi thế. Dù cho bên phía của Team Secret có khai thác được con sứ giả, nhưng những gì họ đánh đổi ngược trở lại là quá đắt. Họ mất đi một rồng, một trụ khu vực đường giữa và thêm hai mà hạ gục nữa. Viking cứ đánh một cách là từ tốn và họ xác định được mục tiêu nào họ cần đánh, mục tiêu nào họ cần phải đợi cho đối phương lao vào sau và đánh bật ngược trở lại. Cho nên Team Secret đưa ra những cái động thái nào đều bị Viking counter cả. Đây là tình huống tiến cao từ bên phía của Taki. Tình huống này thì có vẻ như cũng chỉ dừng lại ở việc là cấu rỉa về móng thôi. Nhưng khi thấy được rằng là có dịch chuyển từ vị trí của Nanoe ở tuyến sau rất đẹp rồi, trên bên phía của Viking quyết định đánh luôn. Chưa kể đó, Yusa và Ares như chia sẻ từ trước không hề có tiếng nói ở thời điểm hiện tại trong các pha giao tranh. Khi mà các thành viên của Viking tràn vào thì đội hình của Team Secret gần như là 3 vs 5. Pha này không có Guri thì coi là 3 vs 4 đi. Nhưng mà khi mà 3 vs 4 như vậy thì bạn sẽ cũng rất khó để có thể giành thắng lợi. Và Amine cũng rất nhanh tay để anh ta có thể sử dụng cái dịch chuyển học, nếu không là anh ta sẽ bị đá về đúng vị trí mà Sogan đang đứng. Bây giờ sứ giả thả dây lên đường trên. Rất may là TS họ có được con sứ giả này để lấy được tiền thưởng mục tiêu và để giúp cho Aves cùng với cả Yusa, hai người chơi chủ lực của TS, có thêm một cái lượng tiền nhất định nữa để có thể hạn chế được một cái sức ép rất kinh khủng đến từ Viking Sport. Và ở thời điểm này thì Viking, sau khi họ mất xong cái trụ đầu tiên ở đường trên, tiếp tục chia người ra kiểm soát bản đồ và để giúp cho các thành viên còn lại nhắm tới cái trụ đầu tiên đáp trả lại của TS. Bây giờ thì không có mục tiêu nào ở trên bản đồ cả, hai bên chỉ cần đơn giản là chia người ra mà thôi.
Nhưng mà cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian tương đối quý báu về cho bên phía của team Secret, cần phải chậm lại một nhịp để có thể tiếp tục tích trữ những cái lượng đồ dành cho đội hình của mình. Cái lượng tiền chênh lệch giữa hai bên tầm này là con số 5.000 tiền. Mặc dù là trước đó bên phía của team Secret cũng đã rất là cố gắng để có thể khai thác lại được một cái trụ một khu vực trên rồi lao vào nhau. Bơi và bởi Guri, thái dựa xa lần này không đẹp bởi Tây Kỳ. Tuy nhiên sát thương đến từ TS là hơi hạn chế. Gấp này là gấp mà bên phía của Viking Sport họ cần phải lùi về một nhịp. Và tạm thời thì họ lùi về được ở pha thi đấu này. Những cái trụ đầu tiên ở đường trên và cái trụ thứ hai ở đường giữa đã bị bào đi rồi. Viking Sport họ bây giờ họ đã có được 5 trụ của đối phương rồi, so với một trụ duy nhất của TS mà thôi. Vừa rồi là sức mạnh của Lee Sin đã được thể hiện, độ cơ động và cái khả năng gây khó chịu đến từ hai chiếc tướng này đã khiến cho các thành viên của team Secret bị thu hút vào bên trong rừng nửa trên của mình để hở ra khoảng trống để giúp cho bên phía của Viking lấy được cả trụ một khu vực trên và trụ hai ở khu vực đường giữa, cướp luôn thành công được bùa đỏ của team Secret. Bên phía của Viking đang thật sự là bóp nghẹt hoàn toàn team Secret ở trong cái ván đấu đầu tiên này, và để xem liệu team Secret còn có thể gồng mình chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Họ phải chống đỡ để có thể chờ cho ngưỡng sức mạnh của Kathed, của Corki lên tiếng như thế nào nữa đây. Chờ thì rất lâu, bởi vì đây chính là ngưỡng sức mạnh của Viking Sport. Ở thời điểm này, thời điểm mà đội hình của Viking Sport đạt sức mạnh gần như là tối đa. Và hơn nữa thì họ đang hơn tiền so với đối phương, bằng tiền đã khó đánh rồi. Còn hơn tiền như thế này, thực sự là TS họ phải tiếp tục phòng thủ ít nhất tầm khoảng 10 phút nữa, hoặc là chờ đợi sai lầm đến từ đối phương. Bây giờ thì sao? Sogan được cắt cử ra đường giữa này. Với sức mạnh của năm sâu, rõ ràng là cái lượng sát thương lên công trình của Viking Sport là không hề ít một chút nào cả. Và hiện tại thì con rồng tiếp theo sẽ xuất hiện sau khoảng tầm 1 phút nữa. Viking Sport họ đã có được 2 rồng rồi. Và con rồng thứ 3 sẽ phả cái áp lực vào gáy các thành viên của TS để chuẩn bị hướng tới là linh hồn rồng. Linh hồn rồng trong ván thi đấu này là một con linh hồn rồng nước rất mạnh dành cho KT cùng với đồng đội của anh ta. Tầm này thì tôi sợ rằng Yusa vẫn chưa có thể có được một cái ngưỡng sức mạnh cần thiết, hay thậm chí là cả Ares nữa. Nếu như mà lần biến về tiếp theo anh ta kịp lên được một cái Muramana, một cái Mana Moon để có thể tiến hóa lên Muramana, thì lượng năng lượng được tích trữ từ cái nước mắt nó cũng chưa đủ. Như vậy thì tôi chưa thấy bất kỳ một cái ngưỡng sức mạnh nào dành cho bên phía của team Secret. Có chăng chắc phải chờ đợi Almine gồng gánh với cái sức mạnh của mình, 216 chỉ số lính, là người đang farm nhiều nhất trong đội hình của team Secret. Và cũng phải chờ, chắc là lần về nhà này anh ta có thể hướng lên một cái Mana Moon rồi, được không? Không kịp lên được Mana Moon để có thể tiến hóa lên Muramana. Như vậy thì hoàn toàn không hề có bất kỳ người sức mạnh nào chơi bên phía của TS ở trong con rồng 3 này cả. Thực sự là khó, bởi vì ở thời điểm này chắc là bắt lẻ và người Guri sẽ là người dễ bị bắt lẻ nhất mà thôi. Còn lại những thành viên thì họ còn lại của Viking Sport họ có rất nhiều kỹ năng để có thể chạy trốn. Và hơn nữa thì luôn luôn có khả năng bảo kê dành cho Viking Sport ở từ xa nữa. Và bây giờ thì con rồng thứ 3 dành cho Viking Sport, Ares là người đang cố gắng kiểm soát con Baron này. Nhưng Rakan của BE cũng cực kỳ tinh quái, anh ta lùi về và khiến cho Baron nhổ một đòn đánh vào người của Ares mà thôi. Hiện tại 3 dòng đã có rồi, 6k tiền, gần 7k tiền là lượng tiền chênh lệch dành cho Viking. Và ở thời điểm này thì Viking họ đang có một cái trục đường giữa, bảo xong hai trục đối phương. Almine đang cố gắng chạy, xung điện ra thấy tung ra, sóng âm được né. Và tại thời điểm này Taki anh ta bị kéo về với giam cầm, anh ta tiếp tục bị tấn công, bị thả diều. Và lao tập vào rất đẹp bởi BE, Guri cũng lao vào luôn, Taki đã đam xuống rồi. Hero đang tới, cố gắng tung vào, Soga tấp biến về, anh ta lùi về được một nhịp. Gương mặt u ám tung ra, có vòng xoáy tuyệt vọng được sử dụng, Hero nằm xuống, Soga đang tới. Và ngay lập tức Almine phải lùi về, nhưng Viking Sport họ còn 5 thành viên ở đây. Baron có thể sẽ mở ra dành cho bên phía của Viking. Họ có khả năng chống chịu đến từ NanoE. Còn Sogan thì đang chuyển ra khu vực giữa để có thể đẩy một đợt lính. Chưa cuối khúc cầu hồn tung ra, nhưng nó không thực sự đủ áp lực để khiến cho các thành viên của Viking gặp hoảng sợ trong việc ăn Baron này. Thậm chí là Yusa không hề có tốc biến. Một con Kathed đi bộ, lấy gì để có thể cứu Baron? Baron chắc chắn sẽ có trên 5 thành viên của Viking. Và các thành viên của team Secret đã tính đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ đã bắt đầu vỡ trận rồi. Quá triệt để, các bạn có thể thấy tỷ số ở trên bảng xếp hạng, bảng số, và các bạn có thể thấy 7-0 rồi. Và Taki ở pha thi đấu này ta cũng không được chơi game luôn, xử lý thực sự mắc bình, giữ cự ly đội hình chuẩn, và mọi thứ mà Viking Sport làm là hoàn toàn chuẩn chỉnh ở pha giao tranh này. Đó là thanh tẩy tốc biến từ vị trí của Sogan. Nếu anh ta không xử lý được trong tình huống đó thì bên phía của team Series sẽ có cơ hội bật ngược trở lại. Nhưng không, xạ thủ của Viking giữ một cái khả năng xử lý quá tuyệt vời trong pha giao tranh. Và bây giờ thì mọi thứ đang rất khó dành cho bên phía của team Secret. Họ lên hai nước mắt, nhưng kết quả là để khóc khi mà không kịp nhìn được tới con rồng thứ tư thì đã mất con Baron. Tôi nghĩ là ở trong cái nhịp trước đó họ không đánh rồng, tại vì họ đang phải tích nước mắt,
Và nếu như họ gọi là cố gắng gồng mình chịu lỗ chờ cho tới con rồng thứ tư thì ít chứ là vẫn có một cái cơ sở nhất định. Nhưng Viking đã biết cách đẩy nhanh được tốc độ ván đấu. Họ bắt người thành công, tạo ra một pha giao tranh, thắng lợi về mày hai gục và có được con Baron. Rồi có dịch chuyển ra vị trí phía sau, Taki anh ta lao vào thái giữa sân, lần này nó trúng với gục Sogan rồi. Và điện đã được kích hoạt lên, Guri đá một người xa, đó là Ares. KT được giữ vị trí, Sogan bị tấn công, Sogan đã nằm xuống rồi, mạng dành cho Hero. Ở bên đây Karthus cũng đã nằm xuống rồi. Và giam cầm tung ra rất đẹp, Aminé bị kéo giữa đội đối phương. Anh ta sẽ nằm xuống, cho anh ta có lá chắn, nhưng anh ta cuối cùng cũng nằm xuống. Và kéo theo một người của Viking Esports, nhưng là triple kill bởi KT. Và bây giờ Viking Esports họ đang dấn lên, họ đang có 3 thành viên với lượng máu đầy đủ ở trên người. Và sẽ là cái trụ thứ hai ở đường dưới này, sau đó sẽ nhắm tới cái trụ thứ 3. 3 đổi 2 dành cho bên phía của Viking. Và họ tiếp tục tấn công vào các công trình của team Secret. Trong khi đó Ares, động thái của anh ta là tiến ra khu vực đường giữa, đẩy một đợt lính. Nhưng ngay lập tức NanoE là người được cắt cử. Những cái động thái di chuyển, những cái quyết định được đưa ra từ bên phía của Viking rất triệt để sau pha hậu giao tranh vừa rồi. Và kết quả là không có cơ sở để cho bên phía của team Secret gỡ gạt lại được bất kỳ điều gì. Chúng ta hãy cùng đến với khởi đầu của pha giao tranh, là Taki rất nhanh tay thấy được rằng đối phương đứng cao là Sogan, không có hai phao trợ, ngay tức mở vào. Sogan nằm xuống, nhưng các thành viên còn lại của Viking lại làm tốt vai trò của mình. Đó chính là vị trí của Bie, đó chính là vị trí của Kati. Bie thì cover tốt cho đồng đội, Kati thì dùng cái khả năng gây sát thương ở tuyến ngoài của mình để khiến cho các thành viên của team Secret tuột máu không phanh. Và 20 cộng với khoảng cách trên lệch về tiền là 9.000 tiền hơn. Quá khó khăn dành cho TS. Thực sự là Viking họ đánh vô cùng triệt để. Đó là hai mạng đầu tiên mà Viking Esports họ nằm xuống, do là một cái góc mà TS họ đã chọn thực sự là chuẩn. Nhưng hơi đáng tiếc dành cho TS là cái lượng tiền chênh lệch ở lúc đó là quá nhiều rồi. Và hơn nữa thì khả năng giữ vị trí của KT cũng là chuẩn mực 100%. Ở thời điểm này thì Viking họ đang muốn đẩy nhanh tốc độ của ván thi đấu này lên. Họ đã có một cửa ở đường dưới rồi. Và sau đó họ đang muốn đẩy ở cả đường giữa và đường trên. Đang liên tục là cái khả năng kiểm soát tầm nhìn ở quanh khu vực rừng nửa trên của team Secret. Viking trong những cái nhịp đẩy trụ của họ liên tục là cái việc kiểm soát tầm nhìn rất là kỹ càng, cho nên sẽ hơi khó để cho lần này bên phía của team Secret có thể mở góc đánh được nữa. Chưa kể là đã không bị dịch chuyển đến từ Hero, dễ dàng có được trụ hai khu vực đường trên. Và Viking vẫn đang rất là từ tốn mà thôi, khoảng cách trên lời về tiền đã là con số 10.000 tiền rồi, đẩy ở cả hai khu vực đường. NanoE với chất tướng của Scanner sẵn sàng băng cắt địa hình để có thể tham gia giao tranh cùng với những đồng đội, nên ta là người được cắt cử đẩy ở khu vực đường giữa. Cùng ánh sáng tung ra đẩy được một chút lính thôi, nhưng những cái áp lực ở đường trên vẫn đang có đó. Hero đang cố gắng tích quỳ, nhưng thực sự bên phía của TS họ đang bế tắc trong việc là tìm một cái phương án nào để có thể gỡ. Và để xem nào, Viking họ cũng không vội vàng để làm gì cả, một loại Baron cũng đã hết rồi. Con rồng tiếp theo là con rồng nước sẽ xuất hiện ngay sau đây thôi. Và ở thời điểm này thì Viking họ đang kéo người đầy đủ ra đây, muốn bắt Scatter ơi chăng, muốn chủ động tìm Scatter ơi chăng. Giam cầm tung ra chỉ trúng vào ngực Leona của Taki mà thôi, nhưng có dịch chuyển tới, điện là để kích hoạt lên. Hero lao vào, Q3 lại không trúng, và Hero đứng giữa đội địa phương, và anh ta sẽ nằm xuống. Lee Sin của Guri tìm một người Aminé, nhưng này Taki anh ta bị thả diều, và anh ta nằm xuống rồi. Yusa lên vào trước đó, và hiện tại khúc cổ vang lên, Sogan đang tới, Ares bắt buộc phải lùi về, và Viking Esports họ lấy được 4 mạng thành công. Rất bình tĩnh từ Sogan khi anh ta đã có được water kill, nhưng không vội vàng lao lên để có thể đỏ down với lại Ares khi mà khúc cầu hồn cũng vẫn còn trên người. Nhưng 4 mạng hạ gục với water kill dành cho xạ thủ của Viking đã là quá thành công để giúp cho họ tìm kiếm chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên. Dịch chuyển quay ngược trở lại của NanoE, một mình Ares là quá bất lực trong việc phòng ngự. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sức mạnh của Viking Esports tiếp tục được thể hiện ở ván thi đấu đầu tiên. Đối đầu với một đối thủ không phải là yếu ở trên bảng xếp hạng. Và họ đã hủy diệt đối phương với tỷ số tôi nhớ là 14-2. Và họ chỉ nằm xuống hai mạng duy nhất ở đường dưới mà thôi. Một đội hình cần phải chơi tấn công, và họ đã tấn công vô cùng mẫu mực. Và chắc chắn rồi, người thi đấu xuất sắc ở ván thi đấu này không ai khác chính là người chơi đường giữa của Viking Esports.